Xin an an, chào đón tất cả quý vị trở lại với trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2020. Thì trước mặt quý vị là một dàn âm thanh karaoke, là với 5 sản phẩm phải nói là rất đẹp ở thẩm mỹ, trông rất hoành tráng, và nếu được kê ở trong phòng khách nhà quý vị thì phải nói là quá tuyệt vời. Bộ cao kê này trị giá là 17 triệu tròn, giá đã bao ship toàn quốc quý vị nhé. Trong những ngày làm việc mệt mỏi, quý vị hãy lên xả chết và không lên chần chừ, hãy nhanh tay gọi ngay cho chúng tôi để được sở hữu một cấu hình cao kê phải nói rất là chất lượng. Đầu tiên đó là một em đẩy đến từ thương hiệu TG Aquatic, có model là MA2600 cho tổng 2 kênh, đặt công suất là 600W trên một kênh, được sử dụng lên tới 24 sò Toshiba nhập khẩu và sử dụng là 16 tụ lọc nguồn, nặng tới 23 kg, và đây là nguồn bên trong là nguồn xuyến, kích thước cỡ lớn 100% là lõi bằng đồng, dây đồng nguyên chất. Đây là hàng mới nguyên hộp và là hàng chính hãng, chế độ bảo hành là được 1 năm. Một sản phẩm thứ hai đó là em mang cơ đến từ thương hiệu JBL, có model là K10. Em này có bắt cổng quang và hội tụ đầy đủ những tính năng hiệu chỉnh nhạc từ delay, repeat, bát trung chép, phối hợp với echo vang vọng đưa ra những chất âm hát karaoke, cho ra những tiếng mic về quá ngọt ngào. Và một sản phẩm thứ ba đó là một em lân tiếng quá quen thuộc rồi, có tên là Idol Audio EP100. Em này có nhiệm vụ là lân hết tiếng hát, tiếng nhạc được âm sắc hơn, được hay hơn khi quý vị hát karaoke. Và một sản phẩm thứ tư không thể thiếu được đó là một đầu mic không dây đến từ thương hiệu Shure nổi tiếng, có model là UGX21, có 4 cần anten để thu phát sóng, tay nắm phải nói là trông rất đời lịch sự, màu én bạc, đưa ra những chất âm phải nói là lời hát rất nhẹ và bay, hát rất thoát luôn. Và một sản phẩm cuối cùng là một cặp loa đến từ thương hiệu B3 của Đức, có model là X12i, đặt công suất là 300W trên một loa 8 ohm, cân nặng là 27,5 kg, được sử dụng bằng bát 30, sử dụng chép kèn titan, ê căng sơn tĩnh điện rất cao cấp, và đây là sơn sần chống mốc phải nói là quá tuyệt vời. Và cũng không thể thiếu được tất cả những đầu dây nhạc đầu vào, tất cả những dây mà kết nối với nhau, dây logic, dây kết nối ra loa, là sẽ tặng tất cả cho quý vị nào lấy trọn bộ, trị giá lên tới 250.000. Và bây giờ thì xin phép quý vị sẽ lên một bản nhạc, test thử một bản nhạc để quý vị nghe đánh giá chất âm. Và quý vị nào cũng muốn sở hữu là một cấu hình 5 sản phẩm trị giá 17 triệu tròn thì alo ngay cho chúng tôi với số điện thoại là 0325004686. Xin phép quý vị được mở to lên để quý vị nghe đánh giá chất âm. Quá chắc.
bản nhạc đưa ra thì phải nói có ok rồi. Thì bây giờ xin phép quý vị sẽ được hát một đoạn karaoke để quý vị đánh giá được chất mic. Một hai hai em như cơn gió tôi bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm vườn thơ qua công viên đá đơn trên con đường về bóng nghe lòng đang ước mơ mồm em trong tay em mưa thì thầm cho bão tố lần đầu anh muốn yêu em dài lâu em anh muốn yêu em dài lâu em anh muốn yêu em đậm sâu em anh đã thương em từ lâu em anh muốn yêu em dài lâu yêu em đến khi con tim ngừng đập cho thiên thu về một giây yêu em đến khi ông tôi đến khi loài chim quên lối bay khi ôm em trong tay anh em ngọt ngào nếu đời là một lớp chiêm bao xin yêu em tiếp ta như yêu lần đầu anh muốn yêu em dài lâu. Một cấu hình cà phê gồm 5 sản phẩm trị giá là 17 triệu tròn. Sau ra những chất âm rất hay với những tiếng bass để đánh quá chắc, tiếng chép đánh rất sáng và mềm. Hãy alo ngay cho chúng tôi để được sở hữu cho gia đình mình một dàn âm thanh để các thành viên cho gia đình mình thỏa niềm đam mê xả chết trong những ngày làm việc mệt mỏi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Quý vị hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên dưới, bấm vào hình quả chuông bên cạnh. Quý vị sẽ nhận được những video sớm nhất những sản phẩm chúng tôi liên tiếp về để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.